sư thích Cao ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày mùng sáu tháng ba hai nghìn hai mươi hai chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc được học đến tập một trăm mười bảy có một con đoạn uh, Ăn tổ hay dạy nữa Hãy duyên theo phật giới thì tâm này làm phật tâm này làm phật nếu duyên theo các giới chúng sanh thì tâm này làm chúng sanh đã hiểu vậy rồi mà chẳng niệm phật thật là chuyện chưa từng có người niệm phật của chúng ta khi nghe công đoạn này của tổ sư dạy quý vị đang nặng về phật hay đang nặng về chúng sanh nếu như mỗi ngày chúng ta niệm phật mà chúng ta giúp chúng sanh đều là tùy duyên và khi đủ duyên chân thật nhiệt tình giúp chúng sanh về mục tiêu giải thoát thì là niệm phật phát sinh trí tuệ nếu như chúng ta mỗi ngày cũng có niệm phật nhưng cái tâm của chúng ta nào là nặng về tiền bạc vật chất rồi nặng về người thân dính mắt người thân ái nhiễm người thân nặng nề vậy thì nếu để qua cái việc mà tiền bạc vật chất người thân dính mắt người thân con cháu vợ chồng mình nặng hơn cái việc mình niệm Phật Vậy thì công đoạn này ăn tổ nêu rất rõ ràng Hệ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật Tâm này làm Phật ha. À. Nếu duyên theo các giới chúng sanh Thì tâm này làm chúng sanh Ăn tổ này còn nói rằng Đã hiểu vậy rồi mà chẳng chịu niệm Phật Thật là chuyện chưa từng có Ý nói là dại khờ chưa từng có Nên mỗi ngày chúng ta bổ túc cái việc mà tính nguyện niệm Phật rất là quan trọng Tổ sư cũng nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không Nên chúng ta gầy dựng ngay cái tính nguyện niệm Phật tới giờ này Chúng ta quyết chí giảng sanh về cực lạc Chùa mình những đức lo cho nhiều cụ già Và khắp nơi nơ nhiều người nghe những đức chia sẻ mỗi ngày có những người ở xa thôi Mà họ nghe mà họ quyết chí rồi Đúng rõ ràng Mình tin 100% Người niệm Phật tính nguyện Kiên cố Thì dù quý vị ở xa xôi cỡ nào đi chăng nữa Cuộc đời chúng ta Bổn nguyện của Phật Ai Đà Sắp xếp hết trơn Yên tâm đi Cũng như cái bà cô 55 tuổi mà mới đi mà mấy buổi trước nhìn thấy cũng nhắc đó, sao Ở xa nghe Pháp Đi lên đây nói rằng trong vòng một tuần lễ quyết chí Cái này là gọi là công phu này chắc công phu cũng vô cùng đắc lực đặc biệt thì sao quý vị ơi Trong một tuần lễ Một là đi hai là khỏe trở về nhà Như mỗi một người chúng ta cứ gầy dựng tính nguyện kiên cố đi đạt đến công phu mà như vậy thì chúng ta có khi không có khả năng bằng chúng ta cứ tính nguyện kiên cố lúc nào phật rước thì mình đi chứ đừng có đưa lên cái ngày giờ tuần lễ hay là năm nửa năm gì còn người ta có bản lãnh gì thì mình tán tháng nhưng mình thì thôi gầy dựng tính nguyện kiên cố một đời này niệm phật nhất định một đời này giáng sanh thì vị biết rằng là trong một tuần lễ là cô ra đi mà khi ra đi mà cười với con chào con cái ra đi Dù là ở xa nghe mình chia sẻ Rồi niệm Phật thôi mà tính tâm tính nguyện kiên cố Thành tụ thù thắng với bạn Mới hồi sáng này nè quý vị Thì bà cụ này chúng vòng chừng từng lễ chứ gì Thì con bà cụ hồi đó giờ biết Phật Pháp Cô nói những đứa câu rằng Cô biết Phật Pháp lâu lắm rồi Cách chục năm à nhưng mà con đi long bông thầy ơi không có tu môn nào rõ ràng đụng môn nào cũng tu tự nhiên bấm 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 trên mạng sao cũng bấm ngay cái buổi chia sẻ của thầy một câu ai phật niệm đến cùng con vào con nghe con nghe được đâu khoảng chừng 3 tháng nay thôi thầy ơi. thì con thấy mình biết học pháp thời gian lâu như vậy vì mà không có phương pháp nào tu rõ ràng Thì con cũng biết niệm Phật Nhưng mà con có chuyên tu Khi con nghe thầy chia sẻ rồi Thì con quyết chí Con chuyên niệm Phật luôn Thì khi mà con nghe thầy được 3 tháng nay Và con dụng công con tu hai thời sáng tối ở nhà Mỗi ngày niệm Phật Nghe thầy giảng hai buổi Thì con thấy hình như là con tăng tính tâm tính nguyện Và con tu có sự an lạc vô cùng Thì Mẹ của con 94 tuổi Bà cụ cũng biết niệm Phật Thì con đem những buổi giảng của thầy cho bà mẹ con nghe Khi mẹ con bà nghe thì mẹ con nói rằng bây giờ mẹ quyết chí đi lên chùa Thì con thấy mẹ con bà quyết tâm vậy Thì con mới điện thoại lên trên chùa Xin nhà chùa cho mẹ con lên trên đó Con cái như chúng con chăm lo Nương vào đại chúng nhà chùa để cho mẹ con được ở thì cái nhân viên nhà chùa tiếp nhận bà cụ thì đưa lên trên tổ đình hộ pháp tại ngay cái bữa đó là bên đại tùng lâm cũng có người mắc nên đưa qua bên hộ pháp hình như hai ngày bà cụ bên hộ pháp thì những đức bạn biểu như thế cũng chưa đến gặp bà cụ thì những đức uh, Bữa đó những đức xuống lớp để tư quy Coi bà cụ 94 tuổi thì sao Thì bước vào thấy bà cụ bà ngồi bà niệm Phật 94 tuổi hai con mắt bà cụ bị mù Và bà cụ gương mặt trắng tươi và dễ thương lắm Bà cứ ngồi bà niệm Phật cứ a di đà phật a di đà phật a di đà phật bà ngồi với niệm phật gì đó quý vị thì những đức nói chuyện lên cái là bà biết bà biết tại vì bà, bà từng nghe những đức giảng nghe cái tiếng bà biết quý vị thì bà nghe những đức nói chuyện hỏi bà cái bà mừng lắm xong những đức hỏi bà cụ bà cụ niệm phật và đi về đâu bà cụ chín bốn tuổi đó bà nói con niệm phật đi về cực lạc mà mình đến gần bảo nó có một cái cảm giác từ trường tuyệt vời lắm giống như chân thật niệm phật lắm quý vị thì những đức khuyên mà niệm phật nói chuyện với bà một chút những đức thấy bà cụ này đặc biệt đó nha chín bốn tuổi mà tỉnh táo nói chuyện rõ ràng tuy là hạn mắt bị mù nhưng mà bà siêng năng niệm phật vô cùng những đức thấy bà cụ này đặc biệt mà bên tổ đình hợp pháp chúng ta thì bây giờ đang xây dựng cũng chặt chọt những đức uh, sắp xếp cho bà cụ sáng đưa bà qua bên Đại Tùng Lâm. Thì buổi sáng nó hình như là sáng chủ nhật mới đây. Thì đưa bà cụ qua bên Đại Tùng Lâm thì những đức kia sắp xếp cho bà cụ trong phòng hộ niệm. Thì sắp xếp cho bà cụ trong phòng hộ niệm mỗi ngày. Và được niệm Phật với bà cụ trong phòng hộ niệm. Thì thi một lần nữa những đức qua những đức thăm bà hình như là sáng thứ hai sáng thứ hai nhà đức qua đại tùng lâm nhà đức vô thăm bà cụ thì nhà đức vô thăm bà cụ bà cụ nói chuyện sơ so sỏi nhà cứ ngồi niệm phật rồi cái những đức hỏi bà cụ thêm lần nữa bà niệm phật đi về đâu bà cụ có nói đi về tây phương cực lạc bà cứ niệm phật suốt như vậy bà muốn về tây phương cực lạc xong trong lòng những đức nói rằng bà cụ này đặc biệt quá chắc mình làm đoạn ký sự quay bà cụ này lại thấy bà cụ đặc biệt quá coi là chắc chắn hà phật tử sẽ gầy dự được tính tâm tính nguyện thấy bà cụ dễ thương mà niệm phật mặt dễ thương tội nghiệp lắm mà cứ hỏi niệm phật đi đâu là đi về tây phương cực lạc cứ ngồi niệm phật quý vị ờ à, siêng năng niệm phật nghe mình giảng và siêng năng niệm phật lắm để đức động viên bà, bà, bà mừng lắm xong rồi bữa thứ hai những đức nói về, để những đức quay công đoạn ký sự cho bà cụ thì định Hôm qua là thứ ba Làm ký sự cho bà cụ Thì hôm qua những đức dẫn phái đoàn Ở ngoài Hà Nội Người ta vô đây mấy chục người người ta vô người ta tu. Rồi dẫn ta qua bên Đại Tùng Lâm tham quan dòng Rồi với mấy vị ở Cũng ở nước ngoài người ta về đây người ta tú Thì đi vòng luôn Tại mình thấy người ta ở xa đến Okay, nó kệ nó dẫn nó đi tham quan chùa một chút thì uh, cầm chiếc máy quay phim theo với cái uh, đồ thu âm thì định là chút xíu uh, đi làm ký sự cho bà cụ uh, thấy đi vòng rồi mình thấy thôi mình vừa uh, quay cái đoạn đi với phái đoàn này và nói chuyện chút xíu vòng 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 từ bên đại tùng lâm cho tới uh, uh, bên ngôi chùa mới rồi tới qua đạo tràng niệm phật rồi pha thăm phòng mộ niệm rồi quay cái giường rau này kia đường chút chút thì chút cái 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 máy quay phim nó hết pin thì mình nói thôi chắc là bà cụ cũng còn khỏe thôi sáng nay mình làm ký sự đi cũng được thì sáng nay bị biết rằng là đi qua bên bệnh đi qua bên đó thì lúc chín uh, giờ mấy thì vào vòng mộ niệm thì nói bà cụ mắc lúc chín giờ mà lúc mắt còn niệm phật đi tự tại vô cùng cầm công chuỗi tay bà cụ cấp trước giờ thường cứ cầm chuỗi niệm phật rồi bà quen vậy luôn thì vị biết rằng bà cầm công chuỗi bà niệm phật và bà nằm như là ngủ vậy đó bà ra đi mình bước vào mình nhìn mình nói công nhận bà cụ gì đâu mà đi tự tại vô cùng trời Quá đặc biệt Đúng là cái người niệm Phật tuyệt vời thì quý vị Mà Lo cho nhiều người già Mình thấy đúng là có một tình độ này Thù thắng đặc biệt Cái người mà chiên nhất niệm Phật Cái người mà tính nguyện niệm Phật là đi tự tại dữ lắm Nên các cụ trong chùa mình Những đức rèn luyện cái việc mà không uống thuốc Gầy dựng tính nguyện Muốn gì cực lạc không à Cứ là hỏi cái cụ Như mà cụ 10 chùa mình phải da bọc xương bớm nhưng mà hỏi bà cụ niệm Phật đi về đâu đó Đi về Tây Phương Cực Lạc Có nghĩa là tập thành cái thói quen là niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc Đó là phương hướng đi về của mình quý vị Thì rồi bà cụ 94 tuổi bà, bà mắt mà bà đi bà nằm mà thôi tự tại Cầm con chuỗi đang niệm Phật mà ra đi Tự tại vô cùng Nhưng trong khi Trước một hai ngày là bà vẽ Vô cùng bà ngồi bà niệm Phật hỏi bà nói chuyện sôi sỏi Hôm qua những đứa qua bệnh không làm ký sự được bà con hỏi là người con trai ồ thầy thầy hứa làm ký sự quay phim mà sao thầy chưa qua và con hỏi nó nghe quý vị nó, thì đứa con nó thôi mẹ cái niệm phật Cái chừng nào thầy qua thầy qua nó, từ nơi đó mà mỗi người thì một cái nhân viên nó khác nhau nó có những cái nhân viên đó, nó, nó lạ lắm riêng bà cụ này là mình thấy đúng là cái người niệm phật Đi gì đâu mà quá nhẹ nhàng Nghĩa là ngoài sức tưởng tượng của mình Rồi á, bà cụ trong chùa mình á, Bà cụ can cũng vậy Vì đâu trong vòng 15 phút thôi Trước 15 phút thôi là Nói chuyện Khuyên niệm Phật còn niệm ngon lành 15 phút sau liễu yếu con cái Bước qua khuyên niệm Phật như Đức ngồi niệm có mười mấy câu bà ra đi Toàn là những người chuyên niệm Phật Những bà già chuyên niệm Phật không như bà cụ 55 uh, tuổi kia gì Chiên niệm Phật Bà cụ 94 tuổi này bị mù cũng chiên niệm Phật Cụ can chiên niệm Phật Toàn là chiên niệm Phật là đặc biệt Thu thắng Bao nhiêu bà cụ già ra đi trong chùa mình Rèn luyện gây dựng tín nguyện Nên dựng đức nói Chúng ta là người niệm Phật phải tập quý vị Cơ thể mình mỗi con người ai cũng có bệnh đau Ăn tổ ngày đã nói câu này Nhưng Đức nhắc bao nhiêu lần Người bệnh đau Nhất là những người niệm Phật khi bệnh đau Tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc Thọ mạng còn tiêu nghiệp hết bệnh Thọ mạng hết được Phật ấy là tiếp dẫn giảng sanh Nhớ Quý vị là người niệm Phật ngày dựng tính nguyện kiên cố Thì khi cơ thể chúng ta bệnh đau này kia Quý vị đừng suy nghĩ cái chuyện Thôi để mình đi khám bệnh thử đi Có bệnh gì bệnh gì rồi mình niệm Phật Khỏi Nhiệp, Mình mình khám thử làm gì cứ chân thật mà niệm Phật thọ mạng còn Thì tiêu nghiệp hết bệnh Phải tin Thọ mạng hết thì chúng ta chỉ có mục tiêu đó là gì Về cực lạc Còn người ai cũng chết một lần quý vị Có người ai cũng chết một lần Bình tĩnh suy nghĩ đi Ai cũng chết một lần Chúng ta đối với cái chết phải nhận thức cho sâu sắc Chết không có gì phải đáng sợ Những người người ta không biết tu Không biết niệm Phật Người ta tạo nghiệp ác thì ta sợ chết còn mình là tính nguyện niệm Phật là mục tiêu mình sanh cực lạc Thì bất cứ lúc nào mình ra đi là mình đi về thế giới Tây Phương cực lạc Phải gây dựng như vậy đó đó Nên tất cả các cụ trong chùa của mình những đức nói Do rèn luyện mà ra Còn hàng Phật tử khắp nơi nơi Các cụ già cho cha mẹ nghe này kia đâu Cũng là do những cái công đoạn nói mạnh như vậy nè Cho họ nghe Bây giờ tuổi già bóng xế rồi Rề rề thuốc men mỗi ngày thọ mạng đến bất tử phần nhiều là Cũng hơi thở thở ra không hít vào là chúng ta đọ tam đồ ác đạo bây giờ tại sao mỗi ngày chúng ta không chăng thật niệm phật cái đi đứng nằm ngồi ngồi ở đâu đi ở đâu đứng ở đâu cũng là như thế nào ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật? phật cứ niệm phật thôi cái chăng thật niệm một câu phật hiệu gì thôi thì tức khắc có sự sắp xếp rõ ràng hết trơn dù ở phương xa như ngủ vô cùng Phật đưa đẩy sao đi vô phòng hộ niệm Rồi được đại chúng trong chùa hộ niệm đàng hoàng hết trơn quý vị Nên mình phải tin Phật quý vị ơi à, Phải đưa một bổ nguyện Phải tin bổ nguyện Đúng rõ ràng Cái bài chia sẻ chúng ta ngày Chủ nhật Người chân thật niệm Phật nương một bổ nguyện Cả đời an vui và hạnh phúc Đúng không? Người nương mà bổ nguyện niệm Phật thì cả đời an vui hạnh phúc Chắc chắn 100% Cứ chắn thật mà niệm Phật đi Phật sắp xếp Đừng có lo gì hết trơn á Nên những người mà niệm Phật ở phương xa mà nói rằng Con không có gần đầu chàng chiên tu Không có gần ban hộ niệm Con sợ con niệm Phật cuối cuộc đời Không ai hữu niệm cho con Nếu quý vị còn cái tâm này là không phải là Tính nguyện kiên cố Cái người mà tính nguyện kiên cố là cái người không bao giờ suy nghĩ như vậy dù quý vị ở cái nơi thăm sơn cùng cốc Không người tới lui Quý vị là người biết niệm Phật Vẫn là lão thật niệm Phật Yên tâm đi Cứ chân thật mà niệm Phật yên tâm đi Nếu nhân viên của mình Không có đi đến cái đạo tràng chiên tu Thì quý vị cuối cuộc đời Chỉ cần niệm một câu ai với đạo Phật thôi Đạo Phật đã rước quý vị về cực lạc rồi Yên tâm đi chỉ cần chân thật mỗi ngày tính nguyện niệm Phật cho tới cùng luôn Nên công đoạn này Ấn tổ ngày điều rõ ràng hay không hễ duyên theo Phật giới thì tâm này làm Phật Quý vị muốn làm Phật không? Muốn Vậy thì Duyên theo Phật giới Đi đứng nằm ngồi Ai à, di đào Phật Ai à, di đào Phật A à, di đào Phật A à, di đào, à, đào Phật Chẳng thật mà niệm Phật Nên những đức Chia sẻ công đoạn này cho tất cả quý vị Để mà Mình giúp cho cha mẹ của mình niệm Phật phải nhớ đối với bổn phận làm con mình á dẫn dắt cha mẹ niệm phật cùng niệm phật với cha mẹ để bồi dưỡng cái thiện căn phước báo nhân viên cho cha mẹ nói về thế giới cực lạc đặc biệt tuyệt vời cho cha mẹ nghe bổn phận làm con mà nhiệt tình chân thật như vậy Quý vị đang làm cái việc đại hiếu Mà đại sư liên trì ngày dạy đó Nên những đức nêu lên cái tư tưởng rằng là Tất cả những người con khắp nơ nơ Nên phụng dưỡng cha mẹ của mình Ở trong ngôi chùa mình Bây giờ có nhiều người á Người ta đưa cha mẹ già Vô trong chùa mình để người ta phụng dưỡng thời gian ở trong đây cha mẹ già không còn bao lâu nữa mình chăng thật phụng dưỡng cha mẹ trong ngôi tam bảo để cha mẹ được nghe câu vật hiệu mỗi ngày ở trong chùa mình bắt niệm phật suốt được nghe mình phụng dưỡng cha mẹ trong ngôi tam bảo để cha mẹ cuối cuộc đời an ổn mà ra đi về thế giới cực lạc nhưng quý vị khắp nơi nơi nhớ mình bước vào ngôi Tam Bảo ở chùa mình lo cho cha mẹ trước nhất. Điện thoại mình vô cái mình giao cho ban tổ chức liền. Đến mình chào hỏi người coi việc trong đó. Hỏi han và mình giao điện thoại, mình gỡ. Rồi mình vô nuôi cha nuôi mẹ trong chùa. Ít gì quý vị cũng có hai bộ đồ lam. Vô chùa thôi bạn đồ lam đi bận đồ như ở trong chùa đồ đó đừng có bận đồ đờ. Nên hàm phật tử nên chỉ dẫn cho người thân của mình đi vào trong chùa nên bận đồ lam. Rồi mẹ cha mình ngoài đời thí dụ như tuổi già cũng có đồ lam này kia thì cũng mua cho cha mẹ một hai bộ đồ lam hai ba bộ gì đó để cho ở trong chùa bận đồ giống hệt như các cụ. Rồi tuổi già đi vô ngôi tam bảo Khuyên cha mẹ mình tuổi già rồi thôi Gọt tóc cho nó mát mẻ Tút lại cho nó sạch sẽ Để rồi ở trong ngôi tam bảo Lo niệm Phật Mình phục dưỡng cho cha mẹ của mình Rồi mình vào ngôi tam bảo Mình lo cho cha mẹ Thì mình ở nhà mình Mình quyết định mình đưa cha mẹ vào chùa Thì việc gia đình mình sắp xếp đâu vào đó Cái này kia rõ ràng rồi với anh em, chị em Rồi này kia bàn tán cho rõ ràng Đâu vào đó trơn đi Rồi mình vào mình nuôi cha nuôi mẹ mình Hết lòng hết dạ mình lo Chứ đừng có mà đem cha mẹ vô cái Nó để con chạy về con 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 giúp xếp gì gia đình Để con gỡ cho ai 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 Đừng có gì nghe quý vị Cái gì mình làm nó phải có bài bản Lo cho cha mẹ thì mình phải nhiệt tình hết lòng Phải nhớ đó nên từ nơi đó mà những điều những đức nhắc nhở đây Khắp nơi nơi mình nghe được Mình muốn đưa cha mẹ vào trong chùa Thì cái việc gia đình đâu vào đó mình sắp xếp rõ ràng đâu vào đó hết Những điều những đức nêu lên vậy cho quý vị hiểu Trong chùa thì những đức lo hết trơn Về cuộc sống, về việc tu hành Về nơi ở rồi chúng ta cũng có chỗ ở Vô không nhận một cắt bạc nào hết trơn Lo cho các cụ đến khi các cụ ra đi Chùa mình đều có đầy đủ phương tiện hết để lo cho các cụ những đức quý là bộ phận làm con phụng dưỡng cha mẹ nhiệt tình hết lòng phụng dưỡng cha mẹ của mình đó là điều những đức rất là quý nên những đức đưa lên cái tư tưởng này để tất cả những người làm con làm việc cái được cái đại hiếu phụng dưỡng cha mẹ ở trong ngôi tam bảo để giúp cho cha mẹ niệm phật giảng sanh nó cũng như cái câu 55 tuổi con người ta cũng nuôi người ta ở trong chùa cô ra đi xong rồi con ở lại trong chùa Niệm Phật cho mẹ 49 ngày Hồi hướng cho mẹ Cái việc này quý lắm quý vị Cái công sinh thành của cha mẹ Sinh mình nuôi mình không lớn Mình có được cái thân hình hài này Công ơn của cha mẹ lớn lao lắm Chúng ta nên làm một tấm gương gì đó Để cho con cháu mình học theo Làm một tấm gương gì đó đặc biệt Không có cái nào đặc biệt bằng là phụng dưỡng cha mẹ Dạy cha mẹ niệm Phật Và hướng cha mẹ về thế giới cực lạc quý vị ạ à nhiệt tình mà làm khi cha mẹ mất đi mà mình ở trong chùa mình niệm phật nhiệt tình hết lòng 49 ngày để hồi hướng cho cha mẹ cái việc này cái công đức của quý vị lớn như lắm cái tâm đó đó nó sanh công đức lớn lắm cha mẹ đến cảnh giới nào cũng được đặc biệt thù thắng nhé. rồi mới đây bà cụ 94 tuổi con cũng nhiệt tình mà có một cái chú này cũng hay nha như Đức hỏi ra chú là con ghế Con ghế mà nhiệt tình lo cho bà mẹ vô cùng lắm quý vị ơi Nhiệt tình lo cho mẹ vợ Hết lòng hết dạ Mà bà cụ 94 tuổi này công nhận nó dễ thương thiệt à, Đúng là cái người niệm Phật quý vị biết rằng Vừa nhìn họ một cái là cái tâm trạng của người niệm Phật mà Mà nhìn thấu buông xuống hiền hậu lo niệm Phật dễ thương lắm à, Rất là dễ thương Cứ cái miệng cứ a với đà phật A-di-đà-phật đúng rõ ràng và thượng tinh không hề nói một bà cụ già nhìn lớn tuổi rồi không biết chữ chỉ biết niệm phật thôi nhưng nếu bà chỉ biết niệm phật nhiệt tình vừa nhìn bà một cái là quý vị phát một cái tâm cung kính đảnh lễ cúng dường liền đúng là cái công đức niệm phật gọi là niệm vạn đức hồng danh quý vị quá đặc biệt luôn đó rồi vô chùa chưa được bao lâu thôi Thì bổn phận làm con đã thấy làm được cái việc Lo cho cha mẹ Nhưng mình đã quyết tâm mình phụng dưỡng cha mẹ Mình đừng có mong mỏi cái chuyện Cha mẹ vô chùa chết chết sớm sớm gì Đừng có nghĩ gì Những đức đây là nói câu nhắc nhở chân thật đó. Mình phải nhiệt tình mình lo Chừng nào thọ mãn cha mẹ đến thì cha mẹ đi Chứ mình có mong mỏi cái gì Vô chùa chắc đi cho mau này kia được Cái tâm đó không có đúng nha quý vị mình cứ nhiệt tình mình lo lắng chờ nào thỏa mãn cha mẹ đến lúc thì cha mẹ ra đi Nhớ Mình cứ chăng thật mình niệm Phật cùng với cha mẹ Mình vô trong ngôi tam bảo rồi Mình nhiệt tình mình chấp hành nội quy Mình cũng như người trong chùa vậy Mình giúp cho nhà chùa được đàng hoàng nghiêm túc Mình giữ cái quy củ Cái gì mình không hiểu mình hỏi liền Tất cả những người con đưa cha mẹ vào trong chùa Hay là những người con đi vô thăm cha mẹ Mình không hiểu mình phải hỏi liền mình đừng có vòng ở Tam bảo mình tùy tiện, tại vì trong ngôi chùa mình nó đông người quá, nên cái gì nó cũng có cái khuôn phép, cái gì nó cũng có quy củ để mà cho tất cả con người sống trong đây nó được bình yên quý vị. có nên những đức nói những cái điều này cho tất cả những người làm con muốn đưa cha mẹ vô chùa mình phụng dưỡng quý vị đều nắm rõ chưa? làm cho nó đàng hoàng đúng đắn. còn quý vị chỉ dạy ai thì quý vị cũng nói rõ ràng cho ta nghe. nhớ là chùa mình đông người. Thì tất cả những người già yếu Con cái vô chăm lo là đặc biệt nhất Chứ nếu như mà những đức nhận người già yếu mà Không ai vô chăm lo thì cái nhân sự mình lo không nổi Chùa mình bây giờ xây dựng tùm lum Thêm là con người ta quá đông quý vị Nên những đức tính ra cái chuyện ấy Giúp cho những người già là con cái nghe đạo hiểu được Mà phụng dưỡng cha mẹ trong chùa Cùng niệm Phật với cha mẹ Để giúp cho cha mẹ giảng sanh những đức nói cái việc làm này ý nghĩa lớn dữ lắm Nó nên đó, quý vị biết rằng Cái pháp môn tịnh độ này đúng là một cái đại pháp môn thù thắng Mà ăn tổ ngày cái thương tán tháng là pháp đệ nhất Pháp môn niệm Phật là pháp đệ nhất Rõ ràng pháp đệ nhất Pháp số 1 nên mỗi ngày mà được niệm Phật mừng vô cùng vui vô cùng mỗi ngày cuộc đời của chúng ta là hát bản tình ca ai với đà phật hát cái bài hát ai với đà phật này trong mỗi lúc mỗi nơi đi đứng nằm ngồi bản tình ca của cuộc đời mình đẹp nhất là bản gì a di đà phật cứ chân thật mà niệm đi quý vị đúng là vạn đức hồng danh nên người mà niệm Phật là người đại phúc báo đại nhân viên Dù bây giờ quý vị mang thân bệnh đau Không có sự nghiệp gì trong cuộc đời này Nhưng tương lai Quý vị về thế giới cực lạc làm Phật Phải là đại phúc báo đại nhân viên không Nên muốn giúp cho thân bằng quyến của ông bà cha mẹ Nhiều đời nhiều kiếp của mình Thì đúng rõ ràng là Ngay với môn tịnh độ này Là pháp đệ nhất Đặc biệt quá quan trọng Phải nhớ nên mỗi một người chúng ta phải gây dựng tính nguyện Để đời này nhất định Chúng ta phải hẹn gặp ở thế giới cực lạc quý vị Chúc quý vị luôn luôn an lạc Ai dưới đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả Để tự và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ